Quý vị đang đến với bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Tin cực nóng, sự thật đã phơi bày về Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng. Kính thưa quý vị, chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn quốc tế, nhưng đi kèm với danh tiếng là những tai tiếng và chỉ trích từ dư luận, chủ yếu nhắm vào sư trụ trì Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Ngôi chùa với kiến trúc và tượng Phật đẹp đẽ không phải là nguyên nhân cho những lời lẽ khiếm nhã, mà chính những hành động đi ngược lại giáo lý của người mang danh chân tu đã gây ra sự bất bình trong cộng đồng. Sư Thích Trúc Thái Minh bị xem là nhà sư nguy hiểm nhất Việt Nam khi dùng những video được dàn dựng công phu để quảng bá hình ảnh chùa Ba Vàng. Những hình ảnh lung linh ấn tượng ấy thực chất chỉ là đạo cụ khiến nhiều người nhận ra rằng đó không phải là sự thật. Bằng cách này, chùa Ba Vàng đã thu hút một lượng lớn người đến thăm, đặc biệt là phụ nữ trung niên có điều kiện. Nhưng thực chất họ chính là những miếng mồi trong kế hoạch thu lợi của ngôi chùa này. Người dân truyền tay nhau rằng muốn trở thành trụ trì chùa Ba Vàng, người ta phải cúng tiền từ vài trăm triệu trở lên cho các bậc bề trên trong giáo hội và các cơ quan tôn giáo địa phương. Dù chưa thể xác thực tin đồn này, nhưng có những điều khó biện bạch. Chẳng hạn như việc sư Thích Trúc Thái Minh đã phải sám hối đại tăng về hoạt động giải nghiệp oan gia trái chủ tại chùa, nhưng ngay sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động này. Các video và bài giảng của sư về oan gia trái chủ vẫn được công khai trên mạng mà không bị xóa bỏ, mặc cho những chỉ trích dư luận. Những người đến chùa để tìm sự giúp đỡ về bệnh tật hay các vấn đề gia đình đều bị mời vào phòng để giải oan với những lý do hết sức phi lý. Như việc đã từng gây thù oán trong kiếp trước, để hóa giải oan trái, họ phải cúng dường tiền bạc cho chùa với hy vọng được các sư giúp đỡ. Nhiều người đã rơi vào vòng xoáy u mê, tích cực nộp tiền cho chùa để giải quyết nghiệp chướng, cho đến khi tài sản cạn kiệt mà bệnh tật vẫn không thuyên giảm. Sự ngang nhiên của sư Minh trong việc thách thức dư luận càng làm rõ hơn sự thao túng và lợi dụng lòng tin của người dân. Cơ sở tự viện phải tuân theo chánh pháp và các quy định pháp luật, không phải là những cá nhân như Thích Minh Tuệ. Ông chỉ là một người dân bình thường, nhưng lại có nhiều công văn gửi đi mà không Phật tử nào quan tâm. Ngược lại, người dân lại ngưỡng mộ sư Trần Đất, dù ông không thừa nhận mình là tu sĩ mà chỉ đang học theo Đức Phật. Lối sống của ông thể hiện những đức hạnh mà Đức Phật khuyên dạy. Trong khi đó, một số sư khác lại lợi dụng lòng tin của Phật tử để yêu cầu cúng dường với số tiền lớn, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Những trò biểu diễn hạnh đầu đà của họ, như tại chùa Ba Vàng, chỉ mang tính chất lừa gạt. Họ có thể không nhận ra rằng chính mình đang tham gia vào việc đầu độc niềm tin của Phật tử xã hội. Cảnh tượng của những nhà sư đi khất thực với trang phục vàng nổi bật giữa núi rừng, tuy đẹp mắt nhưng lại che giấu thực tế không đáng có. Hình ảnh các vị sư bước đi trang nghiêm, ôm bình bát càng làm nổi bật sự tương phản giữa cái đẹp bên ngoài và những hành động thiếu trung thực bên trong. Đôi chân trần nhẹ nhàng đặt lên mỏm đá, bước đi giữa nắng sớm và rừng xanh, tạo nên hình ảnh như những vị tiên. Hàng chục vị tăng ngồi ngang nghiêm hướng về bậc chân tu, trong khi đoàn sư từ rừng ra với người đi đầu và có vóc dáng nổi bật. Chiếc bình bát trên tay lấp lánh màu vàng rực rỡ, khác biệt hẳn so với bình bạc của các sư khác. Người ta tự hỏi về sự phân chia đẳng cấp. Những chiếc cà sa vàng nghệ mới tinh không tì vết, bất chấp thời gian và hoàn cảnh, làm dấy lên nghi vấn về tính chân thực của các vị sư. Họ bước nhẹ nhàng qua những viên đá, thể hiện sự khéo léo, nhưng cũng đặt câu hỏi về sự thật ẩn sau vẻ bề ngoài ấy. Mặc dù các vị tăng tu hạnh đầu đà trong rừng sâu tự giới thiệu rằng họ đạt chánh quả, nhưng cuộc sống thực tế của họ lại khá đơn giản. Họ chỉ có một túp lều tranh tre làm nơi tu tập và một lều nhỏ khác làm nơi ngủ. Vào mùa đông, trong khi nhiệt độ xuống thấp, việc ngủ đêm ở đâu trở thành câu hỏi lớn và không có chỗ trú ẩn thực sự. Thế nhưng qua cách cảnh quay, các vị sư vẫn luôn tươi tắn, da dẻ hồng hào và khỏe mạnh. Điều này khiến nhiều người ta nghi ngờ về sự thật. Theo một số kinh điển Nam truyền, 13 hạnh đầu đà được cho là phương pháp tu tập giúp người xuất gia nâng cao tinh thần giác ngộ. Tuy nhiên, nếu những hạnh đó thực sự được thực hành, thì những điều kiện vật chất mà họ có dường như không phù hợp với lối sống kham khổ mà họ tự mô tả. Những hạnh tu như sử dụng y phục từ vải vụn, đi khất thực và chỉ ăn một bữa mỗi ngày không chỉ rèn luyện sự khiêm nhường mà còn thể hiện tinh thần từ bỏ. Vậy mà thực tế lại cho thấy một hình ảnh khác biệt.
Việc thực hành 13 hạnh đầu đà trong rừng sâu không chỉ đơn thuần là những nghi thức mà còn là những phương pháp rèn luyện tâm hồn. Các hạnh như sống ở gốc cây, dưới trời không mái che hay ở nghĩa địa đều có ý nghĩa sâu sắc trong việc giúp người tu tập buông bỏ sự sở hữu, phát triển tính kiên nhẫn và nhận thức rõ về sự vô thường của cuộc sống. Những hạnh như không có chỗ nghỉ cố định hay chỉ ngồi mà không nằm còn rèn luyện tính kỷ luật và sự linh hoạt trong cuộc sống. Qua việc thực hành những hạnh này, các vị xuất gia có thể giải phóng tâm trí khỏi những phiền não, từ đó đạt được sự thanh tịnh nội tâm và tiến gần hơn đến giác ngộ. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video gây xôn xao về sư Minh Tuệ. Người từng tu hành tại tu viện Trần Như, trong đoạn ghi âm, một vị sư trụ trì tại đây đã chỉ trích sư Minh Tuệ, cho rằng ông không thể thích ứng với lối sống độc cư và hạnh khất thực tại tu viện. Vị sư này miêu tả sư Minh Tuệ là người lười biếng, chỉ thích kiếm ăn và ham chơi, thậm chí còn nói rằng ông không ngủ nơi quy định mà lén lút tìm chỗ ẩn náu để ngủ qua đêm. Những lời chỉ trích này đã gây ra nhiều bức xúc cho người yêu mến sư Minh Tuệ. Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân thật sự khiến thầy phải rời bỏ tu viện để theo đuổi con đường tu hành riêng hay không? Kính thưa quý vị, khi phát ngôn của sư Thích Mật Hạnh về sư Minh Tuệ còn gây xôn xao, ông đã tự hào cho biết mình đã đập phá 3 bức tượng A Di Đà, Quan Thế Âm và Di Lặc, cho rằng không có giá trị. Những lời này khiến nhiều người sốc vì Phật A Di Đà vẫn được thờ kính trong nhiều chùa. Sư Minh Tuệ đã khẳng định sự hiện hữu của Phật A Di Đà và nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin vào Phật pháp. Hành động của sư Mật Hạnh bị Phật tử chỉ trích là ngông cuồng và thiếu đạo đức, thậm chí cháu ruột của trưởng lão Thích Thông Lạc cũng lên tiếng chỉ trích ông không hiểu gì về tu hành. Những sự việc này khiến nhiều người thất vọng về sư Mật Hạnh và lý do sư Minh Tuệ rời bỏ tu viện. Cháu ruột của trưởng lão Thích Thông Lạc đã chỉ trích sư Thích Mật Hạnh, người từng chê bai sư Minh Tuệ và tự xưng là thầy của ông. Trên thực tế, sư Minh Tuệ mới là người tu theo phong cách của trưởng lão Thích Thông Lạc. Sau khi trưởng lão qua đời, sư Minh Tuệ rời bỏ tu viện vì không muốn sống trong môi trường không đúng đắn. Mặc dù sư Mật Hạnh không biết gì về tu hành, ông lại được làm trụ trì và có những phát ngôn thiếu tôn trọng như sư Minh Tuệ. Trong khi sư Minh Tuệ được đông đảo người dân yêu mến, thì sư Mật Hạnh đã khiến Phật tử thất vọng và mất cảm tình với mình. Có lẽ sư Minh Tuệ đã trở thành hình mẫu của một vị tu sĩ hiền lành, chân chất và không theo đuổi vật chất. Ông từ bỏ mọi tiện nghi để theo đuổi lối sống khổ hạnh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng thực hành. Hành trình bộ hành xuyên Việt của ông luôn giữ sự bình thản, đã thu hút sự kính trọng người dân, cho thấy họ không còn xem sư là một người phải gắn với ngôi chùa hay giáo hội. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gần đây đã ra văn bản khẳng định ông không phải là tu sĩ, gây ra nhiều tranh cãi. Điều này dường như không cần thiết vì sư Minh Tuệ chưa bao giờ tự nhận mình là tu sĩ. Hòa thượng Thích Gia Quang cũng cho rằng, thay vì chỉ trích ông, giáo hội nên cảnh báo những hiện tượng săn đón thái quá từ một số YouTuber và TikToker. Việc tụ tập đông người không chỉ cản trở ông mà còn gây rắc rối cho bản thân ông. Nhiều ý kiến cho rằng ông nên nghỉ ngơi và tĩnh tu thay vì hoạt động công khai như hiện nay. Hãy cho kênh một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Bộ Công an bất ngờ đột kích nhà Tổng Giám đốc Quốc cường Gia Lai, ai sẽ vào lò? Kính thưa quý vị, hiện tại, Bộ Công an đang mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty con như Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa. Vào ngày 20 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Cơ động và điều tra viên của Bộ Công an cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã tiến hành khám xét nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước mới trong công cuộc điều tra mở rộng liên quan đến vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ. Tại cuộc đại hội cổ đông thường niên của Quốc cường Gia Lai vào ngày 30 tháng 6, bà Loan và con gái bà Huyền My đã vắng mặt, dẫn đến việc hội đồng không thể tiến hành. Hiện trường biệt thự của gia đình bà Loan đã bị phong tỏa trong khi cơ quan chức năng tiếp tục làm việc. Đến nay, ít nhất 16 người đã bị khởi tố trong vụ án này. Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố 3 cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến vụ việc sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 39G, 39B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Khu đất này có diện tích hơn 6.200 m² và thuộc sở hữu nhà nước, đã bị chuyển nhượng và góp vốn qua nhiều vòng, dẫn đến việc tài sản quý giá này rơi vào tay tư nhân một cách dễ dàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa. Các bị can bao gồm các lãnh đạo của doanh nghiệp này đã bị áp dụng các biện pháp như bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét khu đất. Khu đất 39G-39B Bến Vân Đồn hiện đang là khu phức hợp cao 33 tầng, trước đây thuộc sở hữu nhà nước và được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Vào tháng 12 năm 2009, hai công ty này cũng đã cùng góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi khu đất và giao cho Công ty Phú Việt Tín để phát triển dự án theo quy hoạch. Một năm sau, cơ cấu góp vốn tại Phú Việt Tín có sự thay đổi lớn với sự gia nhập của Công ty Retro Harvest Finance Ltd. từ Hàn Quốc. Công ty Retro Harvest Finance từ Hàn Quốc đã nắm giữ 80% vốn tại Phú Việt Tín, trong khi vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa giảm xuống còn 14,4% và 5,6%. Sự chuyển đổi đất công thành đất tư này được thực hiện qua các mối quan hệ và thủ đoạn không minh bạch. Phú Việt Tín sau khi nhận giao khu đất 39G-39B Bến Vân Đồn không triển khai dự án mà thay đổi cơ cấu góp vốn liên tục. Quốc Cường Gia Lai dưới sự đại diện của bà Nguyễn Thị Như Loan đã nắm 99% vốn vào tháng 8 năm 2014. Sau đó công ty bán 0,5 vốn cho bà Lại Thị Hoàng Yến và tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 99,5% bằng cách mua thêm vốn từ các công ty khác. Đến giữa tháng 11 năm 2014, Quốc Cường Gia Lai đã bán 94% vốn của Phú Việt Tín cho hai doanh nghiệp với tổng giá trị gần 800 tỷ đồng và thu về lợi nhuận 382 tỷ đồng. Cuối tháng 3 năm 2017, Phú Việt Tín sáp nhập vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên và khu phức hợp cao 33 tầng đã được xây dựng trên khu đất này. Hiện nay, quá trình thanh tra dự án tại khu đất số 39G-39B Bến Vân Đồn, quận 4 cho thấy Công ty Phú Việt Tín đã vi phạm Nghị định số 12 năm 2009 của Chính phủ bằng cách không lập dự án đầu tư. Thêm vào đó, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi và giao đất cho Công ty Phú Việt Tín mà không thông qua đấu giá đã không tuân thủ Luật Đất đai năm 2003 và Thông tư 03 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dù tham nhũng có thể là nhỏ hoặc lớn, nó đều thể hiện một lạm dụng quyền lực và tài sản công để mưu lợi cá nhân. Đảng và nhà nước đã xem chống tham nhũng như cuộc chiến chống lại tội ác xã hội, nhằm bảo vệ sự lương thiện và bình yên trong xã hội, áp dụng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng khẳng định việc xử lý tham nhũng phải nghiêm khắc, không có vùng cấm và không ngoại lệ, với sự trừng trị nghiêm minh cho những người vi phạm. Để đảm bảo công tác điều hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng phát huy thành tựu đạt được, vượt qua khó khăn và hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Bộ Chính trị đã quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôn vinh những công lao to lớn, xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng toàn dân, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả đời mình để giải phóng dân tộc khỏi áp bức và xâm lược. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời để đấu tranh chống lại giặc nội xâm, những vấn đề nghiêm trọng từ bên trong như tham nhũng, lãng phí và suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Dù ở tuổi 80, Bác vẫn tận tâm cống hiến cho đất nước. Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục và duy trì phát huy những thành tựu đã đạt được. Việc phòng chống tham nhũng sẽ không có vùng cấm và Đảng nhà nước sẽ kiên quyết, hiệu quả trong cuộc chiến này, đảm bảo sự minh bạch và công bằng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định việc học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhu cầu văn hóa thiết yếu.
nhạc sĩ Hoài Nam từng ca ngợi Bác Hồ là niềm tin và khát vọng của dân tộc với cuộc đời cống hiến cho đất nước. Hơn 70 năm trước, vụ án Trần Dụ Châu, vụ án chống tham nhũng đầu tiên dẫn đến án tử hình cho Trần Dụ Châu. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định việc trừ bỏ con sâu để cứu cả rừng cây là cần thiết và nhân đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục di sản này. Quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, ông cho rằng việc kỷ luật đồng chí dù đau xót là cần thiết để bảo vệ sự trong sạch của Đảng và Nhà nước. Công tác này tiếp tục nhằm loại bỏ tham nhũng và suy thoái đạo đức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc chống tham nhũng phải kiên quyết, không ngừng nghỉ và không có vùng cấm, bất kể đối tượng là ai. Ông nhấn mạnh việc xử lý kỷ luật cán bộ phải mạnh mẽ hơn, không chỉ dừng lại ở các cán bộ cấp thấp mà còn áp dụng cho cả cán bộ cấp cao. Gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Đảng do có vi phạm nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nhận hối lộ. Quyết định này được đưa ra nhằm làm trong sạch tổ chức Đảng, bảo vệ uy tín của chính quyền. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc và là đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ vào ngày 8 tháng 3 trong vụ điều tra mở rộng liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Ngày 30 tháng 3, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung các tội danh liên quan đến các vụ án nhận hối lộ vi phạm về đấu thầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đình chỉ quyền hạn của bà Lan và tạm giam bà theo nghị quyết số 1000. Trước đó, Nguyễn Văn Hậu cùng 5 cán bộ khác thuộc tập đoàn Phúc Sơn đã bị bắt. Trong 10 năm qua, Đảng và Nhà nước đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, không có vùng cấm, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng cần phải quyết tâm kiên quyết, kiên trì trong cuộc chiến chống tham nhũng để xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Hơn 10 năm qua, trong công tác phòng chống tham nhũng đã thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, hơn 2.700 tổ chức đảng và gần 168.000 đảng viên bị bắt kỷ luật, bao gồm 7.390 đảng viên vì tham nhũng. Trung ương đã xử lý hơn 170 cán bộ cao cấp, trong đó có 33 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng cùng với hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Gần đây, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khai trừ đảng và cách chức vì vi phạm nghiêm trọng. Các cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh cũng đã bị xử lý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh sự đồng lòng của toàn xã hội là quan trọng trong cuộc chiến này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.